Dạ tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tuyết với anh Nam rất là vui, cũng được là chú Lê Văn Bắc Thắng hỗ trợ cái học phí một năm đại học cho con của anh Nam, anh Nam Khanh, và bên đây là bé Mỹ Xuyên. Thì hôm nay đó thì mình với Tuyết với anh Nam với Mỹ Xuyên sẽ xuống trường học và mình xem coi nó đóng tiền trường rồi với hồ sơ độ như thế nào, rồi là mình xuống dưới mình biết lớp và trường. Rồi thì thứ nhất, thứ hai nữa thì bé Xuyên nói là cũng bạn của bé Xuyên mới tìm được một cái phòng trọ, rồi sẵn đó mình ghé bên cái phòng trọ đó coi như thế nào, rồi anh Năm bữa nay thì đi cùng với Mỹ Xuyên thì xuống dưới cho biết trường lớp và dưới cái phòng trọ luôn. Thì trước khi đi đó thì Tiết muốn giới thiệu và nói một đoạn ngắn chị gửi đến chú Thắng với quý ông bà cô chú anh chị và các bạn biết. Dạ thì cũng như anh Năm ơi, thì chú Thắng á, thì chú nói đó là bây giờ trước mắt á, là chú bảo trợ cho bé Xuyên á, là đại học là chọn một năm, rồi bắt đầu là sang năm thứ hai thì bé Xuyên mà học mà đạt thành tích giỏi thì chú sẽ tiếp tục bảo trợ nữa, mà tới năm thứ ba con giỏi tiếp tục bảo trợ nữa, tới năm thứ tư chừng nào con ra trường luôn, nhưng với điều kiện đó là mình phải học đạt thành tích giỏi. Thì trước tiên cũng xin cảm ơn chú rất nhiều nha, đã hỗ trợ tài trợ cho cháu Xuyên cho nó học. Một lần nữa cũng xin cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe. Còn bên đây là bé Xuyên, con của anh thứ năm. Bé Xuyên là con thứ ba cả như Út luôn rồi. Là anh Năm thì có hai đứa con gái à, thì Mỹ Duyên thì lập gia đình rồi, còn bé Xuyên thì Út trong trong gia đình. Dạ con cũng xin lời gửi lời cảm ơn tới chú. Chú đã giúp ông. Ông gửi lời cảm ơn đến ông. Ông đã hỗ trợ cho con tiền để con tiếp bước đến trường. Con chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn và thành công trong công việc cuộc sống. Là bây giờ đó là mình xuống dưới là mình họ có nhận tiền trường luôn chưa hay là cách chưa sao? Cái đó là để nữa con kẹp lên trên đó, nãy nữa con vô học cũng có mới đóng được. Là bây giờ mình xuống dưới là mình cái hình thức là mình làm thủ tục gì trước? Dạ chỉ có vô nộp hồ sơ thôi, nhưng mà hồi nộp hồ sơ tới bữa 10 tay con mới nộp lần đó, nó theo khoa đó, tám mấy cái bữa tám tay thì khoa này khoa nọ, rồi tới bữa tới con là khoa nông nghiệp mới tới con, nó chia theo tại vì rất là đông tới mấy ngàn đứa. Vậy là hôm bữa bên nhà trường báo đó là bốn tay là đã nhận học sinh. Dạ. Nhưng mà nhận cái học sinh là họ học năm 2 đó là bốn. Dạ, sao lúc trước là báo là 4 tay là nhận hồ sơ, nhưng mà hình như là dời lại tới 8 tay cho tới 10 tay, là nhận hồ sơ là từ 8 tay đến 10 tay. Dạ. Còn sau hôm bữa tám nghe nói là bữa nay là học sinh nó đã đến trường rồi. Dạ, đến trường là mấy anh chị năm 2, năm 3, năm 4. Đến trường đi học lâu rồi. Còn dạ. Còn con cũng như năm đầu là dạ, là năm đầu là từ 8 tay. Dạ đúng rồi. Hàng chi Tám nói sao bữa con báo Tám là 4 tay, xong cái sao mà không ngại thấy nó đổi lịch. Vậy là bên phía nhà trường đổi lịch. Dạ đúng rồi, đổi. Dời lại là từ 8 đến 10 tay là mới nhận hồ sơ bên con. Dạ. Là nhận hồ sơ xong rồi mình mới là lúc cái bữa nhận nộp hồ sơ đó là đóng tiền luôn. Đóng tiền rồi nộp hồ sơ vô trường luôn. Còn cái tiền học phí là con đã biết rồi phải không? Dạ. Có gửi giấy báo nhập học về rồi, trong đó có ghi học phí. Rồi hôm nay đó là bây giờ mình xuống mình ghé trường cho chú Thắng biết cái trường của con học. Dạ. Rồi với mình ghé là mướn cái trọ đúng không? Dạ đúng rồi. con mới tìm được cái trọ nên là ghé coi cái trọ nó như thế nào. Vậy thì cũng như chú Thắng đó là chú hỗ trợ đó là Mỹ Xuyên á, năm là cũng như là tiền học phí nè, tiền học phí là một năm, rồi tiền đồng phục, rồi sách vở, tiền ăn, tiền nhà trọ,
là bảo trợ cho bé Xuyên một năm luôn, là gồm những cái tiền đó đó. Là đầu tiên đó thì con nhận của chú Thắng đó là chú gửi cho con là 43 triệu. Thì để xuống dưới rồi tính lại mình coi cái nhà trọ rồi chi phí. Hôm bữa thì con cũng báo với chú là mình chỉ báo là phỏng phỏng thôi chứ nó cũng chưa có chính xác. Dạ, thì hôm nay thì con với anh Năm với Mỹ Xuyên sẽ đi xuống dưới rồi quay cái trường mà trường học gỗ bé Xuyên đó để cho chú xem. Nhưng mà bé Xuyên nói là mình chỉ cũng như là học sinh trong nhà trường cũng như là chụp hình những cái nào nó nhẹ nhẹ thì được, chứ còn ở ngoài vô quay là không có được. Chỉ có bên Bộ Giáo dục mới được phép là quay hình ảnh và chụp hình với quay những cái hình ảnh trong trường được chú ơi. Còn bên con thì chỉ là chắc đứng ở bên trước cổng trường thôi, mình chỉ quay thôi chứ vô trường mình quay không có được. Dạ, là cái đó là bên nhà trường quy định là không cho người ngoài vô quay hả? Dạ con cũng không biết nữa, tại vì chắc con nghĩ là có giấy tờ này nọ kia đồ với lại mấy người nộp hồ sơ đồ á, tám có giấy tờ này chắc không ngoài được. Tại lúc trước con có vô con không chụp hình không cho. Chụp hình không cho hả? Dạ chụp hình ngay cái chỗ làm hồ sơ rồi nọ không cho, chứ ở ngoài khoảng viên trường thì cho. Ở ngoài công viên trường thì cho. Dạ đúng rồi. À vậy rồi cũng như mình vô cái sân trường mình quay mình quay được không? Dạ chắc được. Xuống dưới mình hỏi như trong nhà trường có quay không? Có quay mà quay không cho hình ra ngoài mình quay. Thì xuống mình hỏi bảo vệ với bên phía nhà trường coi làm sao. Dạ. Dạ thì bây giờ Tiết xin phép đi với bà cô chú ơi. Dạ thì hồi nãy thì Tiết cũng có ghé trường của bé Xuyên về trường Đại học An Giang. Thì cũng có hỏi bảo vệ thì bảo vệ nói là không có quyết định được, cái đó là bên phía hiệu trưởng, thì hiệu trưởng mới xin bên sở giáo dục nữa mới được, mới cho phép là người ngoài vô quay quý bà cô chú ơi. Cho nên đó là Tiết chỉ đứng, có thể là Tiết chút xíu nó về đó, Tiết đứng từ xa Tiết quay cái cổng trường rồi dưới cái tên trường đại học ở An Giang là cho quý bà cô chú xem. Và thì Tiết cũng muốn quay để cho mà chia sẻ cho đến chú Thắng với quý bà cô chú biết cái trường học của bé Xuyên. Dạ thì chú Thắng ơi, thì khi mà bé Xuyên đó tám tay bé xuống bé nộp hồ sơ với bé đóng tiền trường đó, là sau này bé học những cái sinh hoạt đồ trong lớp đó thì những cái hình ảnh đó thì bé sẽ chụp lại rồi con sẽ gửi cho chú sau với cái phiếu biên lai mà đóng tiền trường rồi đó, thì con sẽ gửi cho chú sau nha. Dạ thì bây giờ đó thì Tiết đang đứng ở đây là cái gạch tầm bót, thì cũng xuống coi nãy giờ thì cũng có coi rồi, thì bé Xuyên cũng ưng cái này dạng như cái căn luôn á chứ không phải là cái phòng trọ, giống là nhà cho thuê luôn chứ không phải nhà trọ. Đúng rồi, như nhà cho thuê á. Thì bây giờ Tiết mời quý bà cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Tiết vô xem cái căn nhà cho thuê. Thì đây thì cái một có cái cửa cổng này thôi, là buổi tối là bắt đầu mình phá cửa lại, ở đây nó cũng an toàn nữa. Thì đi tắt ở trong đây thì đi vô đây chút xíu, đi tắt qua là cặp bên cái trường học của bé Xuyên luôn á, cái trường đại học á. Hồi nãy Tám thấy là để là quốc gia hả ta? Dạ, lên lên đại học quốc gia rồi ta. Bởi vì mấy kỳ là lên đạt chuẩn là quốc gia ha. Dạ. Chứ hồi mấy năm rồi, lên mấy năm rồi? Dạ hình như là mấy năm nay à. Hồi lần là chỉ là đại học An Giang thôi, như là đại học An Giang, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Con chó này. Thì hồi nãy chị Hai nói là mấy cái chỗ này lần nữa chán đan đồ lại thì cũng đang sửa sạn mấy cái khung này nè, thì mình nãy lại cao gáo lên bước vô đi con. Thì cái phòng thì cũng đang nói chung là đang sửa chữa lại. Tăng trang cho nó đẹp. Thế này thì cũng bên bà con bên nội của bé Ngọc nha quý bà cô chú. Đây là mình bữa nay thì sẵn rồi giới thiệu bên nội của bé Ngọc luôn. Bé Ngọc hôm nay về đây. Dạ. Chào chị Hai, chị Tư. Dạ. Dạ. Xin chào má Hai má Tư. Chào con. Thì đây gái xinh đẹp. Đây là em kêu bằng chị Hai ha, chị Hai, còn bên đây là chị Tư, thì cũng là giáo viên về hưu quý bà cô chú. Dạ. Chị Hai về hưu bao lâu rồi? Chị Hai về hưu 8 năm rồi. 8 năm rồi hả? Hồi xưa là chị
hình như là hiệu phó hiệu trưởng, hiểu không? Trường chị làm ban giám hiệu trường Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân sau là Trần Quang Khải là trường học học đó vậy đó. Dạ hiệu đó nằm bên đây. Dạ cũng như là hiệu trưởng trường đấy. Dạ 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 dạ. Rồi chị Tư rồi bây giờ cũng mình cũng giờ cũng mở nhà trẻ đó, trẻ tại nhà. Ờ, mình mở nhà trẻ mầm non, từ mầm non, mầm non, bên mầm non, dạ dạ, dạ, thì đây thì cũng bên nội của bé Ngọc đó, quý bà cô chú, dạ, thường thường thì bé Ngọc kêu bằng má hai với má tư, dạ, thì bây giờ anh nãy giờ mình giới thiệu xong rồi bây giờ cho chú Thắng xem cái phòng đi, năm mình quơ giáp cái phòng đi, cái phòng chưa có hoàn thành nghe chú Thắng ơi, còn đang sửa chữa, xong đó chị đèn thêm. Ngày mai là xong hả chị? Ngày mai là xong đó cư. Dạ. Một chuyện bóng đèn với treo màn một chiếc thêm đó cư. Dạ. Nó nhìn thấy nó khang trang đẹp hơn. Nói chung là làm mới rồi đó. Dạ. Đầu gì cũng mới hết trơn. Dạ. Lót mới luôn. Cái gì thì em cũng gửi gắm bé Xiên nó ở đây chị rồi trong trong. Cháu mà. Dạ. Như cháu ruột à cưng ơi. Dạ dạ. Như Ngọc vậy đó chị coi nó như Ngọc vậy đó. Dạ. Đây bếp ga này kia. Thì mấy chị rồi cũng cho mượn cái bình ga luôn, cho mượn bếp luôn, cho mượn bếp rồi mình luôn, bếp luôn, ngày mai sẽ đem bếp qua luôn. Dạ. Tạo mọi điều kiện cho bé đó nha bà. Cố gắng nha con, cố gắng học cho thật tốt nha. Tạo mọi điều kiện cho học tập luôn. Con học tốt mới hậu lợi con. Dạ. Nhờ cái công học của con, bản thân của con cố gắng. Bên đây là cái giọt nước học giỏi đó, giọt nước, nước đó. Dạ. 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 Nhà vệ sinh đồ trong đây luôn hả chị? Trong này luôn kinh vệ sinh trong này. À là bên đây chung luôn ha. Ồ vậy tiện quá tiện rồi. Có cửa trời bên đây kia trong có bóng đèn luôn em. Dạ. Vậy là mình hai cửa bên đây cửa bên đây cửa. Bên đây cửa sau là kinh. À. Sao mát chiều mà ngồi đây ngắm thơ. Chiều ra đây. Ngay đây mát lắm. Giống như công viên vậy đó. Ngay đây cho cháu nó ngồi học bài này kia thoải mái. Dạ. Ở đây an ninh lắm. Không có bị sợ trên, dạ. Xung quanh đây an ninh lắm, dạ. Đủ đủ rồi đó, đó. Ai đủ đủ à? Rất an ninh, cái phòng này cưng lo khỏi lo cái vụ bé đừng sợ gì hết ta, an toàn, an toàn đó, dạ. Có một cổng, nói cổng, dạ. An toàn rất an toàn, dạ. Ở đây học là ổn định là êm lắm. Còn cái này là mình ấy che cái phòng ngủ cho bé, phòng ngủ, đó. Dạ. Che lại. Rồi cái này mình ở bao nhiêu người cũng được hay là cách làm sao anh chị? Được tùy bé nó thích nó rủ mấy bạn nó thì nó rủ cứ vậy. Dạ. Nhưng mà lựa đến nào hợp ý hợp tính. Dạ. Bé nào hiện kỳ á. Thôi để năng khiếp. Cưng nó cũng cho vui vậy đó. Chứ ở đây cũng có bé Ngọc mà. Dạ. Chị có em. Dạ. Thì bây giờ đó thì cái này thì mai nữa anh Thịnh anh làm hoàn thành đó. Cái phòng đó rồi mình vô đây mình ngủ nha. Mua niệm. Ở dưới mua cái niệm. Mua niệm mà gối, mùng mền rồi đó chứ. Dạ. Đúng không? Dưới con quạt. Cái tủ này. Dạ, cái tủ lạnh rồi tủ quần áo nữa. Tủ nhựa đó con. Nhiều ngăn đó. Cái tủ đựng quần áo. Rồi dưới phải cái quạt gió nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Quạt gió. Rồi con muốn treo quạt chỗ nào thì xuống lắp đặt. Quạt này kia. Cái mua mấy cái đồ để nấu ăn, mấy cái gì nè ta, gỗ, muỗng, nhĩa rồi nọ để ăn nữa. Con tính nấu ăn nhà luôn hả? Dạ. Chợ sống con ơi. Dạ, nghe chợ sống. Đây kế bên nè, chợ kế bên, chợ Mỹ Phước kế bên. Đây ngoài trường nữa sẽ đem bàn cho con xuống, ghế để cho con ngồi học. Bàn học. Có. Vậy là bên chị hai cho mượn bàn ghế luôn hả? Mấy cái bàn ổn. Tại vì mấy đứa đang làm nè, không có kiên xuống, chưa kiên xuống á, cưng chưa đem xuống trên bệnh đến có bàn này kia. Dạ. Như có bàn dạy học kia của chị nè, chị đem qua cho cháu nó học. Chị nghe nó học giỏi nè, dễ thương. Dạ. Bao nhiêu là tạo mọi điều kiện cho con. Dạ. Dạ. Thì cái con học giỏi lãnh học cổng nha. Thì bé học chút chỉ người ghét hả? Bé học giỏi cho nên là chú Thắng mới là bảo trợ đó, bảo trợ trao học bổng một năm đó, rồi sang năm giỏi là tiếp cứ giỏi là tiếp nữa. Dạ. Dạ. Chú là tài trợ cho cháu có phước rồi, vậy là có phước rồi. Có chú Thắng hỗ trợ cái phương tiện khác, ở đây mấy cô hỗ trợ con phương tiện khác. Dạ. Nhỏ 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 thôi. Dạ. Ghế rồi. Bếp này kia đó. Bếp bình ga này kia có sẵn. Chứ không có hỗ trợ lớn nhiều chú Thắng. Dạ.
Thì như hồi nãy chị Hai nói đó là 1 triệu 8 là ở bao nhiêu bé vẫn được. Tại vì cái phòng này rộng cứ thì bây giờ con rủ đi bạn bé nào thăng thăng hiện hiện đó mình cho ở chung cho nó vui chứ không sao ma. Học tập đó con, lỡ đứa nào nó học tốt á gần đèn thì sáng ha, lỡ đứa nào học tốt các bạn với nó cứ rủ nó lại đây ha. Dạ vậy cho em gửi nói là em gửi tiền chị Hai luôn là tiền nhà trọ đèn thì sáng. Triệu tám tiền nhà ha. Rồi chị nhận đủ 1.8 triệu tiền nhà. Là cứ đầu tháng là mình trao hả chị Hai? Bây giờ bữa nay là bữa nay mấy tay ta? Dạ bữa nay năm tay. Chừng nào nó ở thì mình tính. Cũng như ngày vô ở mới tính đó. Dạ. Bắt đầu ở thì mới tính. Vậy bây giờ con sắp xếp đi rồi bữa nào nó dạ chị nào xong xuôi ở đây rồi con dọn được. Tới bữa nay nè. Ngày mai á, chắc ngày mai nó làm xong đó. 24 âm lịch là rất 24 đó. Làm việc gì cũng thành công. Ngày mai 24 âm lịch. Âm lịch là bữa nay hai mấy rồi? 22, 21. 24 là bữa thứ 6 đó con. Dạ. Bữa nay bữa thứ 6 à. Ngày mai mình mấy? Thứ 6, bữa nay là thứ... Bữa nay thứ 3. Thứ 6 đi, con chuẩn bị đây tới thứ 6 là con mua đồ này kia xuống đi. Con để đi rồi thứ 6 còn ở. Dạ. Vậy con mua trước để đồ này kia. Như mình cúng kiến mình trình đó là mình vô mình con ở muốn thích ở ngày nào từ tiền bữa nay cũng được luôn đó. Bữa nay thì gấp quá. Tùy con. Dạ thì em cũng cảm ơn chị Hai với chị Tư rất là nhiều. Dạ con cảm ơn Hai, cảm ơn quá tiền. Dạ. Cái duyên đó ở đây. Dạ. Cục nhân nè, mọi người sẽ bảo vệ. Trong đó là má Tư. Má Hai bên này, dạ. Đây là Ngọc Hoa. Dạ. Chưa? Dạ. Ở trên kia còn Ngọc nữa chứ. Dạ. Có Ngọc vui à, có chị, có em. Dạ. Vậy thì cũng cảm ơn chú Thắng ha. Dạ. Nhờ chú Thắng mà con mới có được cơ hội xuống đây học. Dạ con cảm ơn ông rất nhiều vì ông đã tạo cho con mọi điều kiện để học tập. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông. Con chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn thành công trong mọi lĩnh vực công việc và cuộc sống. Dạ con cảm ơn. Chưa con còn về mình tính chi phí ra nó người ta mới trao tiền con cái nữa. Cộng chi phí đó. Bây giờ để con về nhà đi chú Thắng ơi. Còn cộng chi phí bé là bây giờ xuất ra những cái gì bao nhiêu rồi con mới chi ra nữa. Dạ. Dạ. Có cái duyên ha. Cái duyên được chú tài trợ quá tốt rồi đó. Dạ thì hôm qua xuống coi nhà trọ đó thì về nó cũng hơi trễ chú Thắng ơi. Thì tới ngày hôm nay là 6 tay. Bây giờ con cộng cái chi phí của bé Xuyên nè. Để mà con trao tiền cái tháng này luôn với tiền nhập học đồ đó. Thì nhưng Xuyên nói đó là cái ngành của con là chính thức là hôm qua con hỏi là mấy tay là mình đóng tiền trường. Dạ 10 tay. Ngành của con là 10 tay. Còn mấy ngành khác là mấy bữa trước nữa. Là từ 8 tay tới 10 tay là sẽ đi nộp hồ sơ. Còn cái ngành của con là bữa 10 tay, còn mấy ngành khác là bữa 8, 9 tay. Mỗi một ngành là phân ra một dạ, ngày rồi. Hả? Tại đông quá nên là phải phân theo khoa. Hết cái trường học đó khoảng bao nhiêu người biết không? Con không biết nữa, cỡ ngàn mấy. Năm nhất, con nghe sinh viên năm nhất là cỡ ngàn mấy người. Còn năm 2, năm 3, năm 4 nữa. Nhưng mà mấy người đó đâu có nộp đâu. Chị hả? Dạ. Vậy là năm nhất không là cỡ ngàn mấy rồi. Dạ. Rồi mấy anh chị cũ là chưa tính ha. Dạ. Rồi con có biết là mình đi học là chính thức ngày mấy không? Dạ 2 tháng 10. Ngày 2 tháng 10 mình mới vô học hả? Dạ. Vậy là bây giờ mình chỉ mới nạp hồ sơ dạ, rồi mình đóng tiền. Đóng tiền xong rồi cái lâu lâu thì trường sẽ kêu đi vô làm cái này làm cái kia hết á. Như là đi vô trường dài á. Kiểu vô nó phát động cái gì rồi kiểu nói cho mình biết á. Vậy hả? Vậy là tới tháng sau là mình mới, đầu tháng sau mình mới vô học. Ủa, cái nhà trọ đó coi làm sao? Dạ thì xuống ấy đồ này nọ vô trước rồi sắp xếp lại xong rồi cái làm quen cái vô trước rồi mới học được. Cũng như mình cũng dẫn tới lui trường học đồ ha. Dạ. Đúng rồi, cái bữa 22, 22, 25 vậy con vô lần nữa. Nói chung là từ đây tới đó là vô hoài á. Nhà trường kêu vô là mình cứ vô ha. Dạ đúng rồi.
Còn đồng phục đó là mình mặc đồng phục gì? Dạ như là đồ thể dục, còn thường ngày sẽ mặc đồ tự do. Mấy bữa học thể dục sẽ mặc đồ thể dục, tại vì trường không có đồng phục. Vậy hả? Dạ trường không có đồng phục chính khóa. Vậy là chỉ mình mua là những cái thể dục rồi chứ không qua nghe cái dạ nếu như mà ai vô đoàn chắc là sẽ mặc áo đoàn á ta, áo màu xanh á. À, vô đoàn á hả? Dạ nhưng mà con chưa vô. À, cái đó mình đăng ký hay là làm sao? Dạ đăng ký. Ờ như là mấy anh chị tình nguyện viên á. À là hôm qua là con nói là con học bên ngành gì? Dạ công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học hả? Dạ. Là 4 năm hả? Dạ hình như là cử nhân là 4 năm còn kỹ sư là 4 năm mấy á, có chia ra hai cái rồi. À vậy bây giờ đó thì nói chung là mà hôm bữa thì Tám cũng có báo với chú Thắng đó là tiền trọ thì con nói là hôm bữa là mướn được cái nhà nào đó mà bây giờ mướn không được phải không? Dạ, đúng rồi. Mướn không được bây giờ xuống là bên ở cầu cái đó kêu gì quên rồi nào. Cầu Bù Ốt, Tam Bót. Cầu Tam Bót đi vô phải không? Ừ. Kêu bằng gạch gì đó. Cầu Tam Bót đi vô. Gạch Bù Ốt hay gì đó. Gạch Tam Bót hả? Ừ. Gạch Tam Bót là cũng gần trường học của bé Xuyên luôn đó chú Thắng ơi. Thì bây giờ con chỉ tính là phỏng phỏng thôi nghe chú, tại bây giờ bé Xuyên á là chưa có du học chính thức cho nên là mình cũng chưa có biết là cần những gì và những gì á chú. Rồi vô đó từ từ rồi bên phía nhà trường đó rồi họ mới kêu mình mua cái này mua cái kia á chú. Bây giờ thì con chỉ mình tính là phỏng phỏng những cái nào mà cần thiết trước nè, thì cũng như đó là tiền học một kỳ học là 6.665.000 là gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và khám sức khỏe. Còn sách vở đồng phục thì con tính tương đương là khoảng 1.6.000 đó, trong đây con ghi là 1.6.000 nè, tiền sách vở và đồng phục. Còn tiền nhà trọ đó thì hôm bữa đó thì bên bé Xuyên là dự định là mướn cái nhà kia thì chia ba đứa ra bốn đứa gì đó tầm khoảng 800.000. Thì bây giờ cái nhà trọ hôm qua đó là con trả trước đó là 1.8.000 thì để bé Xuyên rủ mấy bạn coi được mấy bé thì mình sẽ chia ra. Mấy bé đó còn phải đợi cha mẹ nữa hả? Dạ. Đợi cha mẹ xuống xem lại nữa hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như mấy bé nó không ở rồi sao? Thì chắc còn ở mình nên. Dạ. Yeah. Dạ. Mà ở dưới thì mấy cái phòng nhỏ hết rồi, chỉ còn cái chỗ đó bự rồi, mà chỉ còn cái phòng đó đó. Rồi là cũng như là tiền nhà trọ thì bây giờ con cộng là tương đương như hôm bữa con báo với chú là khoảng 800 đi. Rồi còn tiền bé Xuyên nói là xài tiết kiệm là tiền ăn sáng với đổ xăng đi học đó thì tiết kiệm một ngày là 50.000 thì một tháng là nó 1.5 triệu thì con ghi trong đây là 1.5 triệu là tiền ăn với tiền đổ xăng nè. Rồi nãy giờ con đọc đó là tổng hết là 10.565.000 là cũng như con trao là cái tháng 9 này đó là gồm như những cái chi phí tiền nãy giờ con nói đó thì 10.569 tháng Xuyên. Hôm qua Tấm ứng trước là 1.8 là tiền phòng thì Tấm trừ cái tiền phòng đó ra là còn là 8.765.000 ha. Thì chừng nữa cái bé nào mà vô ở với con thì chia ra. Yeah. Rồi chừng nào anh Năm dẫn nó xuống dưới mua niệm rồi mua ba đồ lặt vặt. 21 nhiều quá quẩn rồi cho bà chị Hai mới sửa phòng rồi cho xong hết đi mình mua mình chở vô đó luôn. 21 tây hả hay là gì? Ừ. Hay là ngày mình? Ngày mình á. Ờ ngày mình đó hả? Ừ. Ngày mình 21 thì cũng gần tới rồi. Cho chị Hai cũng như là bá dọn dẹp rồi cho sạch sẽ rồi bá sửa sang rồi lại đó. Ừ. Để nó gọi cái đầu có mua cái xe lôi chở vô đó luôn. Nghe chị Năm nói mai anh dẫn Xuyên xuống dưới. Tưởng là mai mình đi chứ. 65.000 lẻ. Vậy em đưa tiền anh giữ đi ha, chừng nữa anh dẫn nó đi xuống dưới rồi nó anh đóng cho nó. Rồi. Chứ nó giữ nhỏ quá. Này là 65 nè, 65.000 tiền lẻ. Với 700 lẻ nè. Là 765 tiền lẻ nè, rồi với kia 8.000.000. Hai, ba,
7 triệu. Rồi, 8 triệu nó đủ ha. Vậy là cái này cũng như là tám trao cho con đó là tiền học phí, tiền lặt vặt các cái, với trao cho con tiền học, kiểu như là tiền của con cũng đi tới trường tới lui. Là bây giờ cái tháng 9 này là tám trao tháng 9, bắt đầu là đầu tháng 10 là chừng nào con có về đó cho tám hay, là bắt đầu là đầu tháng 10 tám sẽ trao tiền phòng với tiền ăn cho con nữa. Được coi nãy được coi tiền nhà trọ cái mình đến món phỏng là 8 đi. 8 với cái kia 15 là 23, là một tháng là 8 sẽ trao con là 2,3 triệu. Ừ, là trao hết năm học năm nay luôn. Rồi bắt đầu bước sang năm đó thì con loại giỏi đó thì chú sẽ bảo trợ cho con tiếp tục. Nói chung là giỏi là mình cứ nhận học bổng từ chú. Yeah. Cố gắng nha. Một lần nữa cũng xin cảm ơn chú rất nhiều anh chú đã hỗ trợ cho bé Xuyên học. Con cũng xin chúc chú dồi dào sức khỏe, được nhiều may mắn nha chú. Dạ, con cũng xin cảm ơn ông vì ông đã yêu thương và giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho con để con học. Con sẽ cố gắng học để đạt thành tích tốt để cho ông vui. Dạ, con chúc ông học nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn, thành công và mọi điều đều tốt lành. Dạ, thì ở cuối clip thì con cũng thay mặt anh Năm với bé Xuyên gửi lời cảm ơn đến chú rất là nhiều nha. Chú đã hỗ trợ cái chi phí học bổng này cho bé Xuyên. Con chân thành cảm ơn chú và chúc chú lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, nhất là luôn luôn thành công trong công việc. Và cho Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tuyết. Và Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.